Ngày hôm nay thì em về cho các bác một mẫu bán tải rất là đẹp luôn. Một chiếc xe bán tải một dầu, một cầu, xin lỗi các bác, một cầu, máy dầu, số tự động nhá. Và động cơ máy dầu của chiếc xe là động cơ 2.2. Chiếc xe em đang nói đến đó là Ford Ranger bản XLS, một cầu máy dầu. Vâng, 2016 các bác nhá. Hàng xịn sò ngon lành, với màu sơn ghi xám rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì là nó rất là thể thao. Dòng xe bán tải khỏe và được rất nhiều người ưa chuộng với động cơ máy 2.2. Ăn dầu rơi vào tầm khoảng 7 đến 8 lít dầu trên 100 cây. Và em này thì được cái là dàn lốp vẫn còn mới, nội thất tươi. Đấy, độ đèn bi hết lên rồi. Sàn thùng sạch sẽ và xe thì các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Cam kết là không có đâm va, tai nạn ngập nước. Vừa về bên nhà em xong và trước bác xe này thì các bác có thể nhìn là mang biển Hải Phòng 15C39228 nhá, một cái biển rất dễ nhớ, thần tài mãi mãi phát. Vâng, và chiếc xe này thì đang có mặt tại em Vũ Duy Ô Tô và bên em đang bán với cái giá nó chỉ nhỉnh hơn 400 triệu thôi các bác nhá. Hơn 400 triệu mà vẫn còn thương lượng cho các bác luôn. Bác nào mà yêu cái dòng xe bán tải giá rẻ thì đây là một cơ hội dành cho các bác. Một cơ hội để sở hữu những cái mẫu xe ngon lành cành đào bên em Vũ Duy Ô Tô. Và bên em thì chuyên mua bán trao đổi trên toàn quốc. Các bác nào có xe cần bán, cần mua, cần trao đổi, các bác điện thoại cho em Vũ Duy Ô Tô và có thể là sẽ dinh được những chiếc xe tuyệt vời về. Em này thì là tên tư nhân các bác nhá. Xin lỗi các bác, vâng, tên tư nhân. Xe đẹp, mang biển Hải Phòng và chất form của xe thì rất là cứng luôn. Đây là chiếc xe form mới rồi, không phải form 2015 có chữ Ford to vật đâu, trông nó xấu. Đây là một chiếc xe form mới với mặt catalan gầm cao, máy khỏe, nhìn rất là sướng luôn nhá. Tay mặt catalan rất là to luôn này. Đấy. Và các bác nhìn toàn bộ cản trước của xe đã có cả cảm biến lùi đầy đủ nhá. Một chiếc xe giấy tờ hồ sơ chuẩn chỉ, xe cam kết không lỗi và xe thì kính còn zin toàn bộ dàn kính zin. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2024 và em này thì chạy được 9 vạn rồi. Nói chung là về chất tổng thể thì đây là một chiếc xe rất là lành, rất là ngon và rất là cứng. Động cơ máy dầu nổ êm thì thầm và máy đang nổ. Thời tiết này nói cho các bác là phải nổ. Nổ máy cho ngồi trong xe thì thời tiết sướng hơn bên trong ngoài này luôn. Ngồi bên trong nhiệt độ lúc nào cũng mát lạnh, mát rượi luôn, mát sâu luôn. Thế mà ở bên ngoài như thế này thì thời tiết phải nói thực sự là nắng lôi. Mình mua một con xe như thế này vừa tránh mưa tránh nắng, vừa đi lại kiếm ăn công trình, đi làm đường trường rất là ok. Và chiếc xe này giá nó chỉ có hơn 400 triệu các bác nhá. Vâng, đúng hơn 400 triệu đấy ạ. Đấy, logo Ford xịn sò kết hợp với logo Ranger. Đấy, cái này là form 2016, form mới các bác nhá. Form cũ 2015 có chữ Ford to vật đấy, thì cái này thì không đẹp bằng cái này được. Đấy, cảm biến phía đằng trước này. Đấy, các bác nghe ạ, hai mắt cảm biến phía đằng trước đây. Và toàn bộ mặt catalan xe là không có rạn nứt, ố vàng, gãy vỡ gì nhá, vẫn còn nguyên luôn. Hệ thống đèn của chiếc xe đang sử dụng đèn bi LED. Vâng, đèn bi LED thì em này là có 6 mắt bi. Ở phía trên 4 mắt và phía dưới 2 mắt. Bên này 2 bên, mỗi bên là 2 mắt nhá. Đây là các bác nhìn này. Đèn bi của chiếc xe đang sử dụng là đèn bi LED nhá, độ hết lên rồi. 4 quả đèn bi LED phía trên nó đã ánh sáng ngập ngụa rồi, lại còn quả đèn bi Fuji ở phía dưới này nữa. Đây là một chiếc xe được độ rất nhiều đèn kết hợp với đèn LED mí ở phía dưới này nhá. Cái này là toàn bác chủ với cái độ thôi. Đó, bác nào mà thích xem LED nó full như thế nào thì đây, em sẽ mở cái đèn cho các bác để các bác cùng đánh giá nhá. Nói chung là nhà có điều kiện thì nhìn bao giờ nó cũng chất các bác ạ. Em bật luôn pha lên. Bi LED thì nó sẽ nhanh hơn là bi thường. Đây các bác nhìn này, quả đèn bi phía trên này, ánh sáng tím nhá, rất đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Vâng, toàn bộ bi này, mắt bi này. Đấy, bi trên, bi dưới này. Khả năng chiếu sáng rất tốt nhá, ánh sáng khỏe. Và cam kết là xe là không có lỗi lầm. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, toàn bộ đèn của xe căng đét luôn và không hề có lỗi nhá. Đấy, lúc nãy là em bật vào cái chế độ quá giờ đấy. Vâng, đây ta sẽ bật thêm một chút vào đây. Đấy. Và đang bật là bật đèn pha. Đây các bác nhìn này. Bi trong bi ngoài đấy, bật đèn pha ánh sáng tím cực kỳ đẹp luôn. Và chiếc xe này thì đấy là độ đèn bi. Toàn bộ tôn cabo này mỏng luôn nhá, gân cabo còn nguyên. Và các cái khe mép cabo là còn nguyên này, chuẩn chỉ luôn. Một chiếc xe bán tải, biển số rõ ràng, sạch sẽ, ngon lành. Em này thì đăng kiểm đến tháng 6 năm 2024 luôn. Vâng, còn rất là dài. Tôn sườn này mỏng manh nhá. Dàn lốp của chiếc xe thì đang sử dụng dàn lốp Briton. Đấy, lốp dày,
rãnh sâu và ta lông là còn nguyên. Lốp 25570 la răng 16 các bác ạ. La răng 16 và em này là lốp 2021 này. Mà lốp nó còn dày như thế này. Đấy, phần cua lốp của xe là không có mục ngoặt tí nào. Đấy các bác thấy ạ. Vâng, toàn bộ phần cua lốp là không có mục ngoặt một chút nào nhá. Đấy, gầm dạ rất là sáng và sạch luôn. Thời tiết hôm nay thì hơi nắng nóng buổi chiều thất thường. Mà sáng nay thì bên nhà em những chiếc xe đấy mới về. Phun qua nước cái là rửa cái là quay thôi. Đấy, sàn bậc để chân là bằng nhôm đúc nhá. Rất thoải mái. Em này thì không có dán ốc. Đấy, nguyên bản của nó thì như thế này đây. Và cột keo keo chỉ thì bên em đảm bảo nhá. Vì là toàn bộ dàn kính của xe là còn zin nguyên. Đấy, toàn bộ chỉ cánh là bao zin cho các bác luôn. Đấy, chỉ cánh này bao nguyên bản, bao zin nhá. Cam kết là không có lỗi lầm. Và em này thì phần tappy của xe là nhựa sần của nó còn ngoan nguyên, gần như là căng đét luôn. Đấy các bác này. Đấy, gần như là các cái phần sần này của xe là còn căng đét luôn. Đấy các bác thấy ạ. Vâng, và kính điện của xe là lên xuống và hoạt động hoàn toàn nhanh chóng luôn. Và em này thì được cái là dán phim hai lần nên là cái khả năng chống nhiệt rất tốt. Đứng đây cũng không nhìn thấy bên trong luôn. Đấy các bác nhìn ạ. Nội thất bên trong thì đang độ cái nội thất này, không phải ghế zin đâu nhá. Nội thất ghế da được độ lên thể form white check, có nghĩa là màu cam pha màu đen cực kỳ đẹp luôn. Đấy, căng luôn. Đấy, da căng này. Đấy các bác nhìn này. Toàn bộ phần da rất là căng nhá. Và nội thất bên trong đây. Em sẽ ngồi bên trong này cho nó mát một chút. Thực sự đứng bên ngoài thời tiết rất là nóng luôn các bác ạ. Đồng hồ táp lô xe chạy được 9.3 nhá. Vô lăng thì vẫn còn rất là mới. Này, vô lăng này. Đấy, các cái phần này vẫn còn rất là mới luôn. Và các bác có thể để ý là phần mặt điều khiển của radio này, cổng AUX và phone của xe là còn nguyên. Đấy, đồng hồ xịn sò cái này thì nó nguyên bản của hãng rồi. Đấy, for audio này, có cái phím tùy chọn đây. Đấy, có hết các bác nhá. Và em này thì có điều hòa cơ rất là mát. Nói chung là con này là một cầu số tự động. Đây, ưu điểm nhất là số tự động cho các bác này. Và có ga tự động điều khiển luôn ở trên này. Đấy, ga tự động cruise control. Đấy, còn đâu là các chức năng thì bình thường, kể cả gạt mưa. Đấy, nước phun rất là sạch và tơi, không hề lỗi lầm. Mặt táp lô xe là căng đét luôn. Đấy các bác nhìn này, mặt táp lô này, xe căng đét luôn. Và nội thất bên trong là nội thất ghế da này, xe căng cứng luôn, không lỗi nhá. Đấy, ghế da tay phanh của xe vẫn còn như mới này. Bên hàng ghế đằng sau thì tương đối là rộng, ba người ngồi đằng sau rất là thoải mái luôn các bác ạ. Đấy, còn trần em này thì điểm cộng luôn. Toàn bộ trần nỉ được bọc ni lông và trần nỉ thì như mới tinh luôn. Đấy. Thế còn gương chiếu hậu chống chói có sấy đầy đủ nhá. Nói chung là về option thì cái dòng này không phải là một dòng xe cao cấp quá, nhưng mà được cái là độ chất thì căng. Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ ốc bản lề cánh của nó là còn nguyên. Đấy, và 2016 thì chất như thế này là một cái chất rất là căng. Đấy, đinh hàn này, các bác nhìn này, toàn bộ đinh hàn này. Đấy, mép chỉ cột này, cái này thì bên em kiểm tra hết rồi. Qua là cho các bác xem qua thôi, chứ còn những cái này bên em sẽ đảm bảo hết cho các bác luôn nhá. Xe bao chuẩn chỉ nét căng luôn và cam kết là không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Đấy, không có phạt nguội luôn. Bán chuẩn chỉ và rất rõ ràng. Còn theo xe thì cũng già theo 5 tháng rồi. Đến nay là cũng được 7 năm rồi chứ không phải là mới. Thế nhưng mà được cái là chất xe tổng là rất là ngon. Kính zin, kính đẹp luôn nhá. Đấy, nội thất hàng ghế đằng sau này thoải mái rộng rãi luôn, không bị gò bó. Nhưng mà cái dòng này thì dòng bán tải thì cái ghế đằng sau, hàng ghế nó hơi dựng lên, thì nó cũng gây một cái người ngồi sau là hơi tức lưng so với các cái dòng sedan các bác nhá. Nhưng mà xe mà để đi làm ăn công trình công trường thì đương nhiên là thế rồi. Lốp mới này, lốp Grand 2007, đấy, lốp 25570 la răng 16 và lốp 2020 các bác nhá. Lốp rất dày. Dueler Grand Check. Đấy, và các bác nhìn là sassi của xe là không có han mục, nó chỉ gọi là hơi có một chút tí ấy vào thôi chứ không phải là han mục nhá. Sassi là căng nét luôn, thẳng và không hề có bị han mục một chút nào. Toàn bộ tôn sườn của xe là sơn zin luôn. Đấy, sơn căng luôn. Và cái đèn hậu của xe này, đèn form bóng 3 tầng rất là to và rõ ràng, không hề bị ố mốc rạn nứt nhá. Bên này anh thấy này, đây các bác nhìn này, toàn bộ đèn bên này như vậy. Đấy, không ố mốc rạn nứt gì nào.
cản sau của xe thì đang có 4 mắt cảm biến lùi. Đấy, sẽ cho các bác một cái sự an toàn. Đấy, rất là nhất định luôn khi mà các bác lùi xe. Em này thì bác chủ bác ấy không độ cái cam lùi đâu, bác ấy để nguyên. Sàn của em này thì cũng được dùng tương đối khá là nhiều, nhưng không đến mức độ là nát là nạt. Đấy, sàn nó vẫn còn nguyên form nhá. Đấy, tấm sàn bằng nhựa cứng. Đấy, còn nguyên. Đấy, nó chỉ hơi bẩn bụi thôi. Cái này thì nói là các bác là xe vừa về, em không có dọn rửa thôi. Chứ còn con này dọn rửa lên sàn lại đen xì bóng lộn ngay. Thì cái đấy là bình thường. Và toàn bộ các cái đinh của cột đây này. Đấy, còn ngon nguyên nhá. Đinh cột nắp thùng sau này. Và thô bên này cũng thế. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ bên này như vậy rồi. Đấy. Còn về phần hậu này nhá, thì các bác nhìn này, phần hậu này thì các cái mép này là nó cũ rồi. Nó bị cũ nhưng không phải là đâm đụng nhá, mà là nó cũ theo thời gian. Đấy, qua nhiều lần bưng bê đồ các thứ thì nó hơi lệch lạc thế thôi, còn đâu là các cái chức năng là hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, đây là một cái mẫu bán tải giá rẻ cho mọi nhà. Nắp thùng thì em này đang sử dụng nắp thùng thấp, và cái nắp thùng này của chiếc xe thì nói chung là giá trị của nó cũng là tầm khoảng 7-8 triệu đồng. Thì cái nắp này là có nắp luôn nhá, nên là các bác yên tâm là để đồ là không bao giờ phải lo lắng đến cái chuyện là ướt đồ. Đấy, và toàn bộ sườn sườn này căng luôn. Vâng, nói chung là chất thì em này rơi vào tầm khoảng 80% so với xe mới các bác nhá. Vâng, không thể bảo là xe thời điểm này mà những chiếc xe như này nó phải đẹp như xe mới, nhưng mà nói thật các bác, 80% cũng là một kỳ tích rồi. Cũng là một chiếc xe được giữ gìn rất là cẩn thận rồi. Và cũng rất vui khi được các bác chủ có cái giữ gìn như vậy để mình đi lại có những chiếc xe ngon. Đấy, em này thì tải nó rất là khỏe, hơn 6 tạ cơ. Nhưng mà nói vậy là đấy là theo định danh và theo đăng kiểm thôi. Chứ còn các bác có thể là dùng và các bác có thể là chở đến hơn cả tấn cũng được, không phải lo nhá. Nói chung là những cái dòng xe này thì đều thiết kế là rất là khỏe. Đấy, và Ford Ranger là một cái dòng xe được bán chạy tại thị trường Việt Nam, mẫu bán tải bán chạy nhất nhá. Và đây là một chiếc xe số tự động một cầu, dành cho những ai yêu những chiếc xe địa hình, những chiếc xe muốn chở vừa là đi lại gia đình cũng như là vừa là làm ăn công việc, thì các bác đi những cái dòng này thì cũng rất là yên tâm. Đấy, phần nắp ghế đằng sau này. Đấy, đồ nghề kích lốp các thứ của xe là còn ngon nguyên nhé các bác nhá. Đấy, các bác thấy ạ. Vâng, toàn bộ đồ này của xe là còn ngon nguyên. Và chất xe thì tương đối là cứng xe đấy ạ. Em này thì được cái là điều hòa rất là mát, máy khỏe, điều hòa mát, chạy rất là sướng. Đấy, toàn bộ cánh chỉ đằng sau là còn nguyên. Và tappy của xe ấy, toàn bộ nhựa của nó là sần, nó còn nguyên như thế này. Đấy, toàn bộ nhựa sần của xe nó còn nguyên và rất là đẹp. Kính thì đương nhiên là zin toàn bộ rồi. Đấy, kính thì zin toàn bộ. Và gầm nhìn từ bên này sang, đang có nhìn gầm này. Gầm xe rất đẹp luôn. Và em này thì được cái là gầm cao máy thoáng. Các bác đi những cái nơi địa hình, hay là các bác đi những cái nơi mà gồ ghề khó khăn, hoặc là mình chở đồ chở đạc, thì những cái dòng bán tải nó rất là ưu điểm, công năng sử dụng thì cực kỳ ok nhá. Vâng, em này thì được cái là máy khỏe. Đấy, động cơ máy 2.2, máy dầu, có turbo, rất khỏe luôn. Đi thì rất là yên tâm. Và em này là chưa có dọn dẹp gì cả, nên là khoang máy hơi bẩn một chút, các bác thông cảm nhá. Đấy, hơi bẩn một chút thôi. Máy rất là khô ráo, sạch sẽ và không có lỗi lầm. Đấy, về là chỉ việc đi thôi, làm ăn công tác quá ok. Acquy mới tinh nha các bác nhá. Acquy mới tinh luôn, không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Sạch sẽ, ngon lành cành đào. Một chiếc xe chất luôn, bao chuẩn chỉ, cam kết là không có lỗi lầm. Đấy, còn đâu là nó hơi cũ theo thời gian thì đương nhiên rồi. Đó. Nói chung là việc sở hữu bán tải bây giờ thì rất là đơn giản các bác ạ, không hề bị khó khăn một tí nào các bác nhá. Đây, em sẽ đóng nắp thùng lại và ta sẽ cùng di chuyển chiếc xe này ở trên đường. Đấy, rất là đơn giản và dễ dàng. Nói chung là dòng này thì nó dài hơn 5m 5m 3, thì cái khả năng mà luồn lách đi trong các cái khu vực nội đô ấy cũng là một cái điều khó khăn. Nhưng mà với đường trường thì em này nói thật các bác là không có đối thủ luôn. Vừa ngon vừa bổ mà lại giá rẻ. Đấy, có hơn 400 rồi. Năm ngoái bằng giờ năm ngoái con này là 550 các bác ạ. Thế nhưng mà bên năm nay thì đúng là rẻ hơn cả 100 triệu luôn so với năm nay. Đấy, và xe thì rất là khỏe luôn nhá.
và các bác chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì. Và bên em Vũ Duy Ô Tô thì chuyên bán những cái dòng xe này. Em sẽ đeo dây an toàn, nó đã ra đường rồi, mình đeo dây an toàn. Vâng, bên em Vũ Duy Ô Tô thì chuyên bán cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Đấy, gà càng đét luôn. Bác nào mà yêu thì mời các bác qua bên em xem xe trực tiếp nhá, chạy thử, test thoải mái luôn. Nói chung những cái dòng này thì vừa hợp lý túi tiền hơn 400 mà lại được rất nhiều cái ưu điểm các bác ạ. Đấy, gà rất là khỏe luôn, căng luôn. Và cái dòng này rất là thoát xe. Đấy, rất thoát xe luôn các bác nhá. Đấy, bác nào mà yêu thích cái dòng xe bán tải giá rẻ thì các bác cứ qua bên em. Bên em thì có nhất nhiều xe và bán tải thì có rơi vào tầm từ khoảng 250 đến 5-600, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn. Hoặc là những cái mẫu xe 4 chỗ, 7 chỗ thì bên em còn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, một chiếc xe để mà đi làm ăn công tác, đi lại rồi kiếm thêm thu nhập rất là tốt luôn. Em này thì taxi dịch vụ thì em chưa thấy rồi, nhưng mà để mà đi công trình, công trường, mua bán, làm ăn các thứ thì rất là nhiều. Và cái dòng bán tải là một cái dòng xe gọi là đa dụng luôn đấy các bác ạ. Vừa chở đồ, vừa chở người, rồi được rất nhiều người yêu nhá. Vâng, và rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời tại em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, xe này thì nói chung là khả năng cua quành rất tốt, bám đường tốt, chuẩn chỉ luôn. Đấy, các bác thấy ạ. Vâng, và cảm ơn các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe ngon lành cành đào cho tất cả mọi nhà. Xin trân trọng cảm ơn. Nói chung là con này thì đi tương đối là sướng các bạn. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.